Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Nguyễn Thị Minh Nguyệt sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại thôn Triều Đông, xã Tân Minh, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Và đối tượng Trần Đức Huy sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại thôn Tràm, xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Còn về tội cướp tài sản, Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Đàm Văn Quang, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại thôn Thanh Lương, xã Thái Nguyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Dù với bất cứ tội danh nào, tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an theo số máy đường dây nóng 069 234 5860 hoặc 069 1667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện.